Ngoài ra, nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng đất linh hoạt hơn và hỗ trợ công tác quản lý đất đai, tỉnh Long An cũng đã đưa ra quy định cụ thể về điều kiện tách thửa và diện tích tối thiểu cho đất ở và đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở có sự khác biệt giữa đô thị và nông thôn. Đối với thửa đất tiếp giáp đường giao thông công cộng có chỉ giới đường đỏ từ 19m trở lên, diện tích tối thiểu tách thửa là 45m2 ở đô thị và 100m2 ở nông thôn. Nếu chỉ giới đường đỏ nhỏ hơn 19 m diện tích tối thiểu lần lượt là 36 m vuông ở đô thị và 80 m vuông ở nông thôn. Đặc biệt, nếu thửa đất chưa có quy định chỉ giới đường đỏ, diện tích tối thiểu là 80 m vuông ở đô thị và 100 m vuông ở nông thôn. Quy định cũng đưa ra các yêu cầu nghiêm ngặt về lối đi khi tách từ 10 thửa trở lên, trong đó bề rộng tối thiểu phải là 3,5 m trong khi đó diện tích tối thiểu cho đất nông nghiệp tại các huyện Chỉnh Hưng, Đức Huệ và Tân Hưng được quy định là 1.000 m vuông Quy định này có hiệu lực từ ngày 6 tháng 11 năm 2024 nhằm tạo điều kiện cho người dân được thực hiện quyền sử dụng đất một cách hợp pháp và hợp lý.